Lên hàng, lên hàng, lên hàng mẹ ơi. Ôi. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review câu cá giò cho các bạn xem nha. Nếu như các bạn nào mà xem mà chưa đăng ký kênh để nhận thông báo sớm là các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho nông dân. Rồi mình sẽ đăng video lên là các bạn sẽ nhận được những cái thông báo sớm cho các bạn xem. Đây, bây giờ là mình sẽ câu cái giò bằng mồi cám nha các bạn. Trời mấy rì gió các bạn ơi, chiều chiều lại mình mới câu được. Hiện giờ là 3 giờ rồi, bây giờ là mình mới thấy nước trong trong, mình câu để mình làm video cho các bạn xem. Đó, đó, các bạn thấy nó mổ các bạn, đó, đó. Dưới lên gì các bạn ơi. Lên hàng, lên hàng, lên hàng các bạn ơi, lên hàng, lên hàng. Lên hàng, lên hàng. Bà này, anh lên này. Đấm lên đó. Đá, đá, đá. Đó, các bạn ơi, móc kém kiểu đó nha các bạn. Các bạn lưu ý là móc kiểu đó. Móc lên lên xíu. Giờ ăn mạnh ghê. Giật lúc dí luôn hả? Lưu lại, lưu dí lại. À. Các bạn theo dõi mình câu như vậy đó nha các bạn. Các bạn nào mới tập câu dí là các bạn nhớ theo dõi kênh nông dân để được nông dân hướng dẫn cho các bạn câu cái giò bằng dí, cái giò, cái dìa, cái nâu nha các bạn. Mũi gì không gãy không? Đó. Lên tiếp các bạn ơi. Lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp. Để anh đó luôn con, để anh đó luôn. Giờ này mình câu có mình nấu chiều khỏi mua đồ ăn. Giờ là 3 giờ rồi các bạn ơi. Cỡ đó. Mình vừa ra câu. Rồi rồi rồi. Đó, đó. Nhịp trò ok, vậy mà không chịu giật quát này thiệt. Yếu ghê, yếu. Còn cục kém luôn không? Hãy vô, hãy vô. Sao em nhìn thấy chói ta? Chói sao chứ, cái bên đây mình nhìn thấy mà anh cầm cần không thấy thôi, chết rồi. Mình cầm camera mà mình thấy cái nhịp mà mấy ảnh câu anh biết giật anh giật thì thôi, tiêu không? Tiêu không? Tiêu 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 không? Đó, trò nhịp là dính, giật là dính chứ. Gì được, dở đâu mà kêu thủ mà sao để chứ. Đẻ các bạn, đẻ không? À, giờ này mình câu đủ quay cái video 10 phút 15 phút gì cho các bạn xem thôi. Chứ còn mình không có câu cung gẹo nha các bạn. Mình câu làm video thôi. Quay cái lưng lại cho khán giả thấy thương hiệu của nông dân. Rồi đó. Rồi quay cục kém luôn con. Yeah. Cách bóp kém các bạn. Rồi cận cảnh cho các bạn xem nha. Còn có dây làm thòng đó nó dính cá. Đằng tiếp không các bạn? Đằng tiếp không? Lên hàng các bạn ơi, lên hàng, lên hàng. Lên hàng. Cái chim sao cái gì ta? Cái gì á? Dính rồi. Cái gì còn không? Còn ra rồi cái chim các bạn ơi. Cái chim. Bỏ lòng mày. Bỏ rộng hả? Để chưa? Ồ, bạn ơi. Để chưa các bạn ơi? Đồ, để, lên hàng. Gỡ đi. Có kéo không? Ờ, cái đó gỡ được mà. Nó nãy mổ chóc chóc vào cái chim rồi. Chiều nấu hả? Nấu. Ừ, để nấu. Móc kém, chỉ, cận cái. Móc vô. Xì ra ngoài xíu kém thì vô kém lại nhớt kém dễ quá dễ các bạn ơi, kém cực kỳ dễ luôn. Rồi để xuống để cũng nấu liền các bạn. Đây nghe chưa,
Còn đây cái chi mổ kịch phát lúc dế mà trật hết chứ. Mổ. Đó, mổ đó, mổ đó. Dế cái chim. Chim luôn chưa. Đừng kế gì đó, giò cái gì á, đó. Để cái gì đâu, lên hàng liền. Lên hàng các bạn ơi. Cái giò nước đục nó trắng ké để không? Nước đục á. Lên hàng, gần đủ nấu rồi các bạn ơi. Đủ nấu rồi. Xi cục kém dùng dung lên chút cho nó dễ mổ, nó mổ lên nó dính. Xi xét lửa mình dung lên mình nó lợi thế hơn. Đẹp đẹp. Rồi ok. Cứ vậy mà mình câu. Gần đủ nấu rồi bạn ơi. Nhiêu đây đủ nấu à. Rồi mình câu chỉ đủ nấu thôi, không có câu nhiều. Kiếm vài con nó đủ nấu lê giang à, đâu được các bạn ơi. Một cái chim chiên còn cái giò nấu lê giang. Đó. Các bạn theo dõi cái dế nó nhịp nè các bạn. Mình à, quay là quay cận cảnh cho các bạn xem đó. Không khỉ trổ đẻ quá nè. Không, tại khoảng nhiều cho nó đằng cá. Đằng đẻ. Các bạn xem nha các bạn. Xem cái dế nó dịp nè. Câu khao khác còn câu dế bằng ruồng nó khác nha các bạn. Nếu như các bạn nào mà mới tập câu là các bạn xem cho kỹ rồi các bạn đi câu là rất là hiệu quả. Đây, bây giờ là mình chỉ quay cái dế cận cảnh cho các bạn xem để như thế nào rồi mình mới bắt đầu giật nha các bạn. Đó các bạn thấy nó nhịp không? Các bạn thấy nó nhịp không? Cái nhịp mình phải canh mấy nhịp mình mới giật đó, nha các bạn. Chứ các bạn không quen là nó mới giật. Ngon quá. Quá gió. Các bạn thấy không? Mình chỉ ra câu hồi lúc 3 giờ nè các bạn. Mình câu xíu như thế này là hai chú cháu là đủ ăn à. Là vừa đủ ăn, vừa có ăn và vừa làm video cho các bạn xem. Mình là chỉ làm video là để hướng dẫn cho các bạn tập câu bằng dế vậy thôi. Chứ còn mà mình không có câu nhiều đâu các bạn ơi. Mình câu ít thôi, mình câu chừng mấy con à. Đủ ăn rồi là thôi, chứ mình không có câu nhiều như các bạn. Tại vì mình để dành cá cho các bạn câu nữa, chứ mình câu nhiều quá hết cá lấy đâu các bạn ra câu đúng không? Lên hàng các bạn ơi. Ồ, cái giò con to. Đẻ. Ồ. Để giọt cho nó luôn hả con? Đẻ quá các bạn ơi. Giò cho đây con bự. Mình kỹ lại cái nó kỹ mình lại nó đang mổ cái đang mổ mình không chủ động á, thấy không? Đủ đẻ, đủ nấu rồi các bạn ơi. Làm xiên chừng 10 phút là đủ nấu rồi. Đừng dí đẻ không? Đủ mẹ cái gì? Từ cho nó rớt, từ rớt. Lên hàng. Trò còn cục kém nữa các bạn. Cái giò dính còn cục kém luôn. Trò, ồ, kém nó dài má ơi luôn. Má còn nữa cục kém. Dính cái giật cái giò còn nữa cục kém. Biết là mình bỏ nửa cục này, nó bỏ chín cái giò nó mới nữa. Không đâu, lá lử ra sẽ ăn ong. Đó. Mấy các bạn thấy cái dí nhịp tiếp không? Đang đi chơi có khi ngủ cái đó luôn. Nó gieo rồi ngủ luôn à. Chó vàng á, chó đen nó chi, chó đen nhảy chứ còn chó vàng nó nhảy được đâu.
Bên này tao thấy nó mổ liên tục mà bên mày thì nó phút cái xem mình thấy sao. Mày đừng ngồi bên đó nó không có thế cho không thấy sao. Cái chim cái gì vậy? U, giò con to, đúng không? Từ từ nó rớt con, từ nó rớt. Giờ mặt trời tỏ nắng lên rồi các bạn. Chiều rồi. Chó nhịp dí. Ô, để cẩn thận để rớt con, cẩn thận rớt. Rồi. Một xách tới đây cho nó gọn lại nè, cũng ông đứng phía đó thì bỏ cái vợt, bỏ trái trước dù cái. Uống cho rớt con nó lòng nó chạy nãy giờ mi nãy giờ mới nhấc. Đút lại lỗ đây. Cũng nấu hả? Nhiều lắm giờ ăn mạng mệt nghỉ luôn. Đẻ quét bạn ơi. Mình làm xuyên là câu cá nấu thôi nha. Mình câu đủ nấu là được rồi. Nếu mà câu nấu là vô tư, bán thì không dám nói. Lên hàng, dếp đó. Đó. Liệt là sao ta, cái gì nhờ nhịp đó. Đó, cái gì á, ù cái gì to con, cái gì to. Bây giờ coi rớt con, coi rớt, cẩn thận, nhị, rớt. Trời ơi. Giờ cái miệng nó nhỏ đó, phải không, nó rớt, nó không lọt vô cái lỗ mà lại nó chợt ra ngoài, nó phí. Ví dụ cái bự này nè, uổng, coi chừng uổng. Thấy chưa, nghe lời, tao không... Có một con cá nữa, thấy chưa? Ráng đi. Ráng kiếm con dĩa cho nó ngọt nước các bạn ơi. Hết cục kém nó cũng hai vài con rồi. Mình câu cục kém cỡ chừng bằng cái trứng gà là đủ nấu rồi các bạn à. Bóp chừng cục kém cỡ đó thôi. Không phải làm rồi nói à. Còn ship à. Đó. Các bạn nhìn kỹ cái dế các bạn. Lên hàng dễ gì đâu, lên hàng từ từ con, từ từ. Liệt. Ô, con liệt càng ngon nữa. Liệt. Long hậu. Dư nấu luôn các bạn. Cuối cùng không? Rồi, cục kém cuối cùng. Ráng tranh thủ kiếm một con. Nó là kết thúc video và... cũng kết thúc buổi câu 20 phút. Nãy giờ mình câu cỡ tầm nửa tiếng các bạn. Ráng. Canh cho chính xác nha, cục cuối cùng nha. Đừng có dùng lũi hết màu nha, uống nha.
này, còn cuối cùng các bạn sẽ theo dõi xem ngồi dưới ta đó. Thử chính cục cái gì cuối cùng mới ngồi chính cái gì không có chơi ấy. Kết thúc chương trình. Nông dân xin chào các bạn. Gặp lại các bạn lần sau. Xin chào.